Trong cái video này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách mà bạn có thể tìm kiếm một cái ASIN hoặc một cái sản phẩm và sau đó làm thế nào để bạn có thể điều hướng cái kết quả và đi ngay vào nó nhé. Chúng tôi ở đây ngay trên cái trang chính của cái Listing Analyzer. Và những gì bạn muốn làm đó là đặt cái ASIN ngay ở đây. Bây giờ hãy lưu ý rằng tôi có thể đặt cái ASIN hoặc cái URL. Vì vậy tôi có thể chỉ cần dán cái ASIN như thế này. Hoặc là nếu tôi muốn thực sự có thể sao chép, hoặc là địa chỉ trang web của bất kỳ cái danh sách Amazon nào và dán nó ngay tại đây, khá là tuyệt. Vì vậy hãy tiếp tục và nhấn cái phân tích và để tôi chỉ cho bạn những gì sẽ xảy ra. Nhân tiện là ngay tại đây bạn có thể thấy có một cái nút gọi là lịch sử. Nếu mà tôi muốn quay lại và nhìn lại những cái gì mà tôi đã thấy ngày hôm qua hoặc là tuần trước, tôi có thể làm cái điều đó. Vì vậy ngay giờ bây giờ điều này xuất hiện đầu tiên ở trên cùng. Bạn thấy ở đây, đây là thị trường Mỹ. Và sau đó chúng ta sẽ có khả năng làm cái điều đó ở các thị trường khác. Đây là cái nút History nè. Tôi cũng có thể xuất cái này sang tệp CSV. Bây giờ lên đây tôi sẽ xem đó là cái listing thực tế mà tôi vừa mới nhập hoặc là cái sản phẩm thực tế và tôi có thể thấy rằng cái điểm chất lượng listing đúng 7.7 để đến từ đâu. Nó ở ngay đây. 7.7 đây là cái chất lượng niêm yết dựa trên cái số lượng tiêu chí mà nó đã vượt qua. Bây giờ điều này sẽ khác một chút so với cái chất lượng niêm yết. Bạn thấy trên cái X-ray. Cái này sâu hơn rất là nhiều. Chúng tôi có một nhóm tập trung đã cho chúng tôi rất nhiều cái phản hồi và những cái thứ mà họ muốn trở thành cái loại đánh giá hoặc là cái điểm số. Được rồi, vậy những cái thứ đó là gì? Tất cả đều đúng. Trước hết mà cơ bản vì sao mà bạn biết tiêu đề không chứa biểu tượng hoặc là cái biểu tượng cảm xúc? Chúng tôi có một cái đồng ý ở đây. Tiêu đề của nó chứa 150 ký tự. Hãy nhớ rằng thực sự có một số cái danh mục, một số cái sản phẩm mà bạn không thể làm 150 ký tự. Ngay cả khi bạn muốn. Vì vậy bạn có thể bị cái điểm xấu ở đây. Nhưng mà nếu bạn là một trong những cái loại đó, bạn biết đó, đừng nghĩ rằng bạn đã thất bại. Đó là chỉ là tiêu chuẩn. Bởi vì phần lớn cái listing á, bạn muốn có ít nhất 150 ký tự trong tiêu đề. Cái này cho bạn thấy là bạn có 5 cái gạch đầu dòng hay không. Nếu bạn có 150 ký tự trong mỗi cái gạch đầu dòng này, đây là cái chữ cái đầu tiên của cái dấu đầu dòng viết hoa. Bạn có cái gạch đầu dòng hay không? Tôi thích cái gạch đầu dòng này của mình. Amazon bạn biết đó, là những cái nơi khác nhau, họ không thích cái điều đó. Vì vậy một số người dùng của chúng tôi đã nói là chúng tôi chỉ muốn có một cái thông báo là nếu các gạch đầu dòng đều viết hoa hoặc là một phần của nó đều được làm ơn cho chúng tôi âm điểm. Và vì vậy bạn có thể thấy điều đó cho cái coffee sale. Chúng tôi có điểm âm cho điều đó. Và sau đó bạn có ít nhất là 1.000 ký tự trong cái nội dung mô tả hoặc là A+ content. Một thứ khác mà chúng tôi đang xem xét là phương tiện truyền thông. Bạn có 1.000, nhưng 1.000 ít nhất là hình ảnh. Được rồi, hình ảnh chính trên cái nền trắng. Bạn có ít nhất là 7 hình ảnh. Bạn có cái video trong đó không? Điều đó có thể cung cấp cho bạn một số cái tín dụng bổ sung, cái điểm thưởng cho bạn. Hầu như ai cũng có thể đưa cái video vào cái listing của họ. Đây là cái đánh giá mà bạn biết. Bạn rõ ràng không có quá nhiều cái quyền kiểm soát điều này. Như bạn về phần làm còn lại của những cái điều này, những cái listing này có hơn 20 đánh giá, có nhiều hơn xếp hạng 4 sao. Điều tiếp theo ở đây là phân tích thị trường. Hiện đang được phân tích thị trường. Những gì chúng tôi đang làm là chúng tôi sẽ đưa bạn vào và chúng tôi đang đưa ra cái doanh số ước tính và sau đó so sánh với cái mức trung bình của thị trường. Bây giờ những cái mức trung bình thị trường này được lấy từ... Bây giờ đây là nếu mà bạn tham gia vào cái này á, bởi cái Celebro và đánh được là có đối thủ cạnh tranh hoặc là cái Black Box của đối thủ cạnh tranh. Những gì chúng tôi đang làm là chúng tôi đang xem xét các sản phẩm ngoài kia được chia sẻ nhiều nhất. Từ cái keywords mà xếp hạng mà bạn biết, keywords được xếp hạng cao so với cái điều này. Tất cả đều ổn và đó là một cái dấu hiệu tốt rằng họ có thể là đối thủ cạnh tranh của bạn. Bây giờ cái này bạn biết một số công thức, ma thuật, khoa học tuyệt vời. Không rõ ràng chúng ta có thể không chỉ là búng tay để biết đối thủ cạnh tranh của bạn là ai. Bạn sẽ biết điều tốt nhất nhưng đây là một cái dấu hiệu tuyệt vời. Bằng cách sử dụng cái Celebro để thu hút các đối thủ cạnh tranh, những người đang cạnh tranh cho cùng một cái keywords mà bạn đang cố gắng sắp xếp. Và sau đó chúng tôi đang lấy cái mức trung bình của họ và vì vậy chúng tôi có cái doanh thu trung bình, giá bán lẻ trung bình cho các sản phẩm, đánh giá số BSR trung bình và xếp hạng. Vì vậy đây là cái loại thú vị mà như tôi có thể thấy. Tôi thực sự đánh giá cao hơn cái thị trường. Trung bình đó là cái loại tuyệt vời và tôi có cái giá một chút cao hơn cái mức trung bình của thị trường ở đây. Nhưng mà hãy nhìn xem tôi chỉ đang nghiền nát cái doanh thu và rõ ràng tôi đang nghiền nát cái số lượng đánh giá. Thật là tuyệt. Phần dưới cùng ở đây là phần yêu thích của tôi. Đây là cái phân tích bàn phím hàng đầu. Những gì chúng tôi đang làm là chúng tôi đang tìm kiếm những cái keywords.
được xếp hạng trong top 10 Organic, có ít nhất là 500 cái search volume và được rồi, vậy là một cái cú đánh giá ngược tốc độ thực sự cao. Ý tôi là đây cũng là một cái thông tin mà bạn có thể nhận được vào Celebro, nhưng mà cái này chỉ tự động xuất hiện ở đây. Tôi không cần phải đi như là ở Celebro, ở tất cả các quyền để tìm thấy điều này, và đây là tổng số keywords. Sản phẩm này được xếp hạng trong top 306 và thực sự có hơn 100 từ khóa, và nó nằm trong top 10. Nếu bạn lấy tổng khối lượng tìm kiếm của các keywords mà nó xếp hạng, nó là khoảng 3 triệu khối lượng tìm kiếm. Và nếu bạn lấy tổng số khối lượng tìm kiếm của các keywords mà chúng nằm trong top 10, tổng cộng 70.000 lượt tìm kiếm. Vì vậy, điều này rất là thú vị ở đây. Cho bạn biết cái trang của bạn, hoặc là đầu trang tiếp cận cho một cái sản phẩm. Và sau đó, ngay xuống đây, nó chính xác là những gì tôi đã được thiết lập, và đây là những keywords hàng đầu rằng bạn đang được xếp hạng trong top 10. Họ có ít nhất 500 khối lượng tìm kiếm. Vì vậy ở đây bạn có thể đi bất cứ lúc nào và xem các keywords trang trí quan tài. Chạy quan tài, rõ ràng là những cái thứ này rất là phù hợp. Và đây là cái tên thương hiệu. Và sau đó sẽ cho tôi biết là nếu tôi có cái Amazon Choice lần cuối cùng hay lần 10 chúng che. Nếu bạn thấy ở đây á, thì nó không có đủ màu. Điều đó có nghĩa là lần cuối cùng chúng tôi kiểm tra nó không có cái sự lựa chọn cái Amazon Choice, nhưng mà có sản phẩm khác đã làm tốt. Đây là cái search volume và đây là cái thứ hạng. Lần cuối cùng Hellington kiểm tra keywords này, đây là nơi mà nó được xếp hạng. Như bạn có thể thấy, đây là những cái keywords có liên quan rất là cao. Bạn biết đó, nó có thể là gì? Rằng bạn có thể có một số keywords kỳ quặc xuất hiện ở trong đây. Ý tôi là giống như nơi đây có ở dơi, bạn nghĩ rằng con dơi không liên quan đến cái coffee sale, nhưng nó được xếp thứ 6 ở đây. Vì vậy đây là cái lý do tại sao nó xuất hiện. Nếu bạn thấy hai cái nút này ở đây, cho phép tôi đi lấy cái bàn phím này thành cái manage, và vì vậy tôi có thể thực hiện cái manage search, và tôi thực hiện có thể tìm kiếm cái keyboard nếu tôi nhấn cái nút này trên chính Amazon. Bây giờ đây chỉ là một vài keywords. Như bạn thấy, 25 trong tổng số 3.000 từ khóa. Vì vậy, nếu mà tôi muốn tiếp tục và mở rộng cái điều này và xem xét tất cả các keywords rằng sản phẩm này được xếp hạng cho hoặc là hiển thị và tài trợ, và tôi có thể đánh tiếp tục trong cái Celebro. Vì vậy mà các bạn tổng quan về cái cách bạn có thể sử dụng cái công cụ phân danh sách cho cái sản phẩm của bạn hoặc là cái sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Chỉ cần nhập một cái ASIN tại một cái thời điểm. Trong cái video tiếp theo, tôi sẽ chỉ cho bạn cách mà bạn có thể làm điều này với nhiều ASIN. Bạn đang bán hàng trên Amazon? Skyroad cung cấp các dịch vụ dành cho các nhà bán hàng trên Amazon với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Đặc biệt, chúng tôi là đơn vị phân phối độc quyền tool Hellenten tại Việt Nam với code giảm giá lên đến 70%. Hãy xem thêm thông tin chi tiết dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên like, share và subscribe để nhận được thông báo về các video mới nhất từ Amazon Seller Việt Nam nhé.